Xin chào. Đố bạn, hôm nay chúng ta sẽ học bài nào? Đó là bài luyện tập nha. Mục tiêu của bài là giúp chúng ta củng cố lại kiến thức đã học ở bài trước đó. Nào, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. 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 Đúng rồi. Bạn giỏi lắm. Đúng rồi, 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 bạn giỏi lắm. Có, chính con gà con đang chơi ngoài sân, nhưng lại bị anh gấu trúc nhốt vào lòng ba con rồi. Hỏi, còn lại bao nhiêu con gà con không bị nhốt vào lòng nào? Đúng rồi, bạn giỏi lắm.
hình bên dưới có bao nhiêu hình vuông nè? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Ta có 5 hình vuông đó bạn. Hình vuông màu vàng là 1, hình vuông màu xanh lá là 2, hình vuông màu xanh dương là 3, hình vuông màu hồng là 4, và hình vuông được tạo bởi 4 hình vuông trên nữa là 5. Bạn mấy tuổi? Số tuổi của mình bằng số lớn nhất có một chữ số trừ đi 2. Hỏi Hiền mấy tuổi? Tuổi Hiền bằng số... để mình tính xem nha. À, số lớn nhất có một chữ số là số 9. Mà trừ đi 2 thì mình lấy 9 trừ 2. Bạn tính kết quả giùm mình nha. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Vậy Hiền 7 tuổi đó.